Lên. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Thanh. Họ tên đầy đủ là Phạm Chí Thanh. Phạm Chí Thanh. Dạ, bạn đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh sữa. Đang bao nhiêu tuổi? Dạ, 30 tuổi. 30 tuổi, nhân viên kinh doanh sữa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta. Xin mời bạn. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Khu Ái Ngọc. Khu Ái Ngọc. Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 31 tuổi. 31. Dạ hôm nay sao mình làm mai mối toàn là nữ lớn hơn nam không vậy ta? Ngọc hiện đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em làm nhân viên trực tổng đài trong công ty á chị. Bạn bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ cũng lâu ạ. Lâu là bao lâu bạn? Chắc cả 10 năm. 10 năm? Bây giờ đến với chương trình mình có định tiến tới hôn nhân luôn không nếu như phù hợp? Nếu mà phù hợp thì chắc tìm hiểu chắc cả một năm. Nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chứ chị. Đúng rồi, 31, 32 tuổi là lấy chồng là vừa rồi bạn à. Bạn bao lâu bạn chưa có người yêu? Hơn năm. Lâu. Trước đó thì sao? Trước đó có một người. Từ đó giờ có một người thôi hả? Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay hơn 6 tháng rồi. Hơn 6 tháng gì thì kiếm người yêu khác hả? Không, cái đó là quan niệm sống khác nhau á. Nên không có hợp rồi. Người mỗi người đi một đường. Mà mối tình đó quen được bao lâu mà chia tay? Quen nhau cũng 6 tháng. Vậy là bạn này thích con số 6. Tôi thấy bạn bên đây mặc áo lạ lắm nhỉ, gì? Dạ, áo thì nguyện đồng cảm á. Đồng cảm hả? Ủa sao? Là sao bạn? Thứ bảy chủ nhật rảnh á là em hay đi đăng ký những cái hội từ thiện á, đi hỗ trợ những người mà khó khăn á. Chiều nay là em quay xong là chiều em qua Ninh Thuận anh. Cảm ơn những cái tấm lòng của bạn. Rất hay. Thế bình thường Ngọc có khi nào đi làm từ thiện không? Chủ nhật là em hay đi phát quà hay là phát quần áo gì đó. Vậy là hai người thấy cũng có một cái sự đồng cảm với nhau. Bạn tự giới thiệu về mình một chút xíu, thì cá tính của mình hay sở thích của mình chẳng hạn. Em thích chế biến những món ăn. Hiện giờ em đang nghiên cứu những món ăn chay dinh dưỡng đó. Bạn nam có thích ăn chay không? Dạ có chị. Bên đây là chế biến các món ăn chay đó. Mình, dạ, mình càng tốt chị. Càng tốt ha. Thấy hai người này có nhiều điểm tương đồng rồi nè. Mấy lần em chế biến em chuẩn bị đội đầy đủ hết rồi. Em chế biến xong một món nhìn rất là đẹp. Nhưng mà em chế biến xong có mình em ăn. Em ăn hoài em ngán. Bây giờ thiếu người phải không? Đó. Một người thích ăn chay, một người thích chế biến đồ ăn chay. Còn gì nữa mà không chịu sáp vô? Bạn có ngại bạn nữ mình lớn hơn mình chút xíu không? Dạ, tuổi nó không có nằm trong cái gạch đầu dòng của em chị. Không quan trọng ha. Gạch đầu dòng là cần như thế nào? Em thích người phụ nữ nhìn khuôn mặt này phúc hậu, sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ về gia đình hơn là cá nhân mình. Cái nhiều bạn xinh ơi là xinh, rồi cao, vòng gì đó. Vòng đó vòng gì? Ba vòng, số đo ba vòng anh. Bạn thích vòng nào nhất? Em thích cả ba. Bạn mấy vòng? Em không có vòng nào được rồi. Bạn đứng lên tôi coi coi. Ấn tượng rồi nha. Kiểu này kiểu gì? Nhân vật nổi tiếng Tam Mao. Biết rồi, cái thằng nhỏ, cái đầu nó có ba cái giá phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên đây có cái rưỡi à. Ở gì vậy? Đây lạ lắm. Đây ấn tượng lắm rồi, cảm ơn bạn. Đừng có làm rồi. Bên đây người ta tò mò nè. Ngọc ơi, mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Thích mẫu người bạn trai vui vẻ hòa đồng là được rồi chị. Sống có trách nhiệm. Bên nếu đây quá trong trách tình nhiệm. Cảm thì phải chân thật. Điều gì bạn không thích về người bạn trai? Em không thích người bạn trai nói nhiều. Nói nhiều quá, đâm ra là nhiều chuyện. Bên nhiều chuyện là nói khác. Nhiều đó. Nói nhiều là khác. Bạn có coi cái phim bên bạn bên kia nói không? Cái phim Tam Mao? Có. Chắc về nhà em phải khuyên lại quá. Khuyên sao? Sửa cái mái tóc đi. Hồi nãy chị nói mái tóc ba chớp đúng không? Đúng rồi. Anh lên thì nói mái tóc chớp rưỡi. Bây giờ nó nghe nè. Hôm nay em đến chương trình em đi với ai? Em đi với bạn em. Bạn em đâu? Rồi, chào chị. Mình chơi với nhau được bao lâu rồi chị? Dạ cũng mấy năm. Mấy năm rồi, hiểu tính cách của nhau không? Dạ hiểu. Thấy anh chóp rưỡi bển hợp với bạn Ngọc không? Dạ không phù hợp. Sao vậy? Bên đây cũng làm từ thiện, bên đây cũng ăn chay, bên kia cũng vậy mà. Sao không hợp? Dạ không có biết nói sao. Không biết nói sao, chỉ biết không hợp thôi. Dạ. Rồi anh Thanh có bạn đi theo không? Dạ có. Rồi mời bạn anh coi thử phát biểu coi sao. Đâu bạn Thanh đâu? Dạ chào chương trình ạ. Nãy chị nói là tính tình hai người không hợp, bạn thấy đúng không? Dạ em thấy tính tình thì rất là hợp đấy ạ. Rất là hợp. Dạ.
Bà em chơi với bạn Thanh bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng gần được một năm rồi ạ. À, hai người. Tính anh Thanh dễ thương không? Dạ quá dễ thương luôn. Vậy bạn thấy bạn nữ bên này như thế nào? Dạ cũng quá được ạ. Ồ, không hiểu sao chị kia là nó không được, mình tò mò ghê luôn á. Có thể chị kia không được nhưng mà chị này được. Đúng rồi, mình hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn. Biết đâu được đúng không? Nhưng mà trước khi mà Tường qua coi mặt thì Tường cũng muốn hỏi lại Ngọc một tí nữa. Tại vì Tường cũng hơi băn khoăn là bạn của bạn lại nói là cái tính cách không hợp. Thì bạn có thể nói một chút xíu nữa về cái tính cách của mình thôi. Chắc là do cái anh này ảnh hay nói đùa. Em không thích những người hay nói đùa. Ủa nó đùa là vui chứ em, đâu có gì đâu. Hỏi thiệt nè, là bây giờ Thanh đã muốn thật sự muốn lấy vợ lắm chưa? Cái đó là hiển nhiên là muốn rồi. Bây giờ bạn muốn điều gì ở cái người bạn gái của mình? Có cũng cái hướng suy nghĩ cùng em về như là em cũng thích kinh doanh làm. Hai người lấy nhau kinh doanh đồ chai được đó. Hiện tại bạn đang ở với ai? Dạ em ở trọ với lại một bạn. Rồi nếu như mình tiến tới kết hôn thì mình lấy nhau thì sẽ có một cái bản kế hoạch như là xây dựng cái nhà trước, rồi làm những cái vấn đề nào, rồi kế hoạch sinh con gì đó. Tôi sẽ cố gắng mai mối cho bạn. Ừ, mình sẽ thuyết phục giùm ha. Cố gắng ha. Dạ, những cái gì mình nói là mình phải cố gắng làm được hơi ha. Rung chút xíu. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rung không bạn? Dạ. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có bao giờ hồi hộp vậy chưa? Lần thứ hai. Lần đầu là lúc nào? Lần đầu là bạn gái. Đầu. Bạn gái đầu tiên cũng hồi hộp. Bạn gái thứ hai cũng hồi hộp. Bạn gái thứ ba có hồi hộp không? Bạn gái thứ ba chắc chưa. Tương lai rồi, không có gì. Rồi, bớt rung đi nha. Rồi, chào bạn. Chào em, chào anh. Tôi nghĩ rằng hai con người có cái tấm lòng như vậy rất là tốt, có thể rất hợp với nhau. Biết đâu về bạn chế cơm chay ra rồi hai người kinh doanh quán cơm chay thì sao? Cũng được chứ bộ. Trước tiên mình thấy cái tâm là hợp với nhau rồi. Em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Bạn thích người đàn ông mập, cao, ốm hay là như thế nào? Em không thích người đàn ông mập. Ốm thì ốm quá em cũng không thích. Vừa người thôi. Anh nghĩ rằng hợp với người này cũng ốm lắm đâu. Cũng vừa thôi ha. Rồi. Nói chung á là chị thấy là anh nó cũng được, rất là chân thành. Còn cái vấn đề là mình cảm nhận như thế nào thì cái đó chị không thể nói được. Mình thấy anh ấy rất là chân thành. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. Muốn tiến tới hôn nhân, đi một con đường có kế hoạch đàng hoàng ha. Mình căng thẳng không? Xem sao. Bình tĩnh nha. Chúng ta có 2 phút để gặp nhau. Hồi hộp chờ đợi. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào anh. Mình tặng bạn cho anh. Cảm ơn anh. Bạn ơi, mình sẽ có cuộc hẹn lần 2 ha, trong rạp chiếu phim. Bạn lấy mình cùng nhau bấm nút ha. Bạn ở quận mấy bạn? Quận 6. Quận 6 thì qua Lê Văn Quế gần mình á. Đúng rồi. Nhân gì bán sữa sao uống sữa ốm vậy? Dạ bán sữa chứ không có được uống sữa. Từ lâu cũng lấy uống cho nó mập chút chứ. Sao tóc này giống cái gì đó? Giống cái màu không? Cũng không giống lắm. Hơi thôi. Nó dài ra là nó đẹp lại. Về nhớ gắn sức keo vô thì nó đẹp lại. Vậy bấm nút nha bạn ha. Lo lắng như vậy. Dạ. Tiếp tục đi. Tâm sự đi. Này muốn vợ lắm hay sao cứ bấm nút đi coi phim hoài. Hỏi hẹn hò rồi kế hoạch mình tính sao chưa thì trên cái đội bấm nút đi coi phim hoài. Bạn cảm nhận về mình như thế nào? Thấy cũng được. Thấy cũng được là được rồi. Thấy được là được rồi. Giờ quay xuống thuyết phục chị kia một câu kìa. Bạn nữ cảm nhận sao? Thuyết phục chị đó một câu kìa. Mình nghe lời chị lắm. Ừ. Đó. Nói gì với chị một câu đi. Chị suy nghĩ lại nha chị. Trời ơi hết giờ. Đây. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Tự tìm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết giờ.